Em chào tất cả mọi người. Em chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người đang xem video của em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của em trong thời gian rất là dài, cũng mấy tháng rồi. Từ đầu năm đến giờ thì chủ yếu là em mới có thời gian để em quay trở lại với cái mảng video. Chứ còn ngày trước thì cây nó nở thì khi mà công việc buôn bán nó chưa đến một cái tầm đó, chính là đi xa hơn, thì em vẫn chỉ kinh doanh là mua bán những cây đã nở tại nhà và những cái cây chủ yếu là bán cho người thân quen mà gần đây. Còn bây giờ thì mạng xã hội mở rộng rất là lớn. Thì năm nay là năm 2019 thì em bắt đầu làm video từ tháng 3. Chắc còn từ tháng 3 nhưng cũng được rất là mọi người yêu quý, cũng được rất là nhiều người không yêu quý. Có nghĩa là không thích em quay những cái video như này. Bởi vì thực ra thì để mà khi mà em dành thời gian em quay video đã là tốn một thời gian, xong rồi còn xử lý thủ tục đăng lên là mọi người cũng ngắm thôi, chứ em cũng không có một cái ý định gì cả. Ai mua bán như nào thì đấy là tùy từng người. Còn như em làm công việc kinh doanh của em thì cây của nhà em nó phải nở thì em mới bán, còn nó chưa nở, chưa chắc chắn ấy, vẫn kiểu số thì em không bán. Còn em mà bán kiểu số thì em sẽ bán theo cái kiểu đó, chính là cây bình thường, xong về nở ra gì nở. Chứ em cũng không có ý định là bán cái gì cả. Thì khi mà cái cây vị hoàng này, đây là em đang quay cây vị hoàng mà mọi người gọi tên hiện tại là gọi là vị hoàng, nhưng mọi người hay gọi. Thì cây này ngày xưa thì cũng có nghĩa là đây câu chuyện là 5 năm về trước, chắc tầm đó thì mọi người vẫn gọi cây này là cây thủy trơn. Những cây thủy trơn thì về sau thì nó là một cái cây rất là đẹp, nên là đã có một người đứng ra để đặt tên và gọi cây này thành một cái tên, bởi vì nó quá đẹp nên là gọi một cái tên để cho nó dễ nhớ, chứ còn thực ra thì chẳng có ai công nhận cái này cả. Thì cây này là cái cây vị hoàng. Em hôm nay em quay video giới thiệu với các bác để các bác cùng ngắm với cái cây lan kiếm vị hoàng thuộc dòng kiếm Tiên Vũ. Thì cái cây này thì nó là kiểu dạng là, nếu như mà trong lan ấy, như mọi người hay gọi thì dạng là gọi semi, có nghĩa là cũng là đột biến, nhưng mà nó không phải là đột biến toàn phần và ăn ba thì đột biến toàn phần, semi đây là đột biến kiểu một nửa. Nôm na nó kiểu dạng là một nửa, chứ nó cũng không hẳn là được 50%. Nó có thể 30%, 40%, 50%, có thể là 70%, nhưng vẫn gọi là đột biến như vậy, nó là dạng semi. Thì hôm nay em giới thiệu các bác, đây là cây lan kiếm vị hoàng. Em giới thiệu từ bây giờ em sẽ giới thiệu với các bác là thân lá cho đến hoa các bác nhé. Thì đây thì nhà em có cái chậu này khá là to. Thực ra thì ngày trước thì nó cũng nở rất là nhiều lần, nhưng mà em thì không, ngày đấy chỉ quen chụp ảnh thôi. Bởi vì là những cái chậu như thế này thì nhà em có cách đây thì chắc là bởi vì nuôi từ một thân lên mà. Thì cái chậu này phải nuôi từ rất lâu rồi, nó sẽ là 5 năm đến 7 năm. Bởi vì những cái củ già, bởi vì thường khi mà em tách em bán ấy, thì bán chủ yếu là hướng tơ thôi, chứ hướng già này thì các bác trồng nó khó, thì không ai bán cái già cả, cái tơ đấy mới trồng thôi. À, bán các bác cái tơ này phải các bác chăm nó dễ thôi. Thì em giới thiệu với các anh chị về cái cây lan kiếm vị hoàng. Đây thì nó có mấy cái mầm nhỏ ở dưới này, có rất là nhiều mầm nhỏ nhá anh chị nhá. Đây nó có mầm nhỏ nhưng nó tận trong cơ, sâu trong đấy. Thì khi nó nảy mầm này thì em thì không thấy là nó nảy vào mùa nào cả. Đây có cái mầm này ở ngoài này. Mày thế, mày quá, có cái mầm ngoài, quay ra dễ để các bác cùng nhìn nhá. Cây này là cây lan kiếm vị hoàng, mầm của nó ấy, thì như kiểu các loại khác ấy, thì mình gọi nó là xanh sạch, mầm xanh và không có ánh tím các bác nhá. Mầm xanh không có ánh tím đấy, là khi ra mầm không ánh tím. Còn khi mà nó lớn rồi thì nó vẫn là cây xanh thôi, thân lá xanh, thân lá như kiểu xanh Huế đấy, có nghĩa là xanh trơn. Thân lá nó khác xanh Huế nhiều, nó xanh trơn. Ý em là nó xanh trơn theo kiểu là giống xanh Huế, có nghĩa là
nó là xanh trơn nhưng nó không bị ám tím. Đây thì nó có một cái bộ lá quá to nên em không thể quay được củ này trực diện này. Bụi nó to chứ không phải bộ lá to. Em xin lỗi các bác. Bụi nó to, đây. Thôi em quay vào cái củ này đi, cái củ gần đây đi. Cái củ này là cái củ khá to, củ tơ. Thì khi lên mầm của nó thì nó xanh sạch. Thì nó có một cái củ ở dưới, đây các bác nhé. Củ và cái bẹ lá ôm chặt, bẹ lá ôm sát củ. Và từ củ thì nó sẽ đẻ ra mầm. Thì cái cây củ kiếm này thì nó to khoảng 3 đến 5 cm, phụ thuộc vào mình chăm. Khi mà các bác chăm tốt thì củ sẽ to, nhiều phân, nhiều nặng, củ to, lá to. Đấy, củ của nó to như vậy các bác nhá. Thì còn cái cây này của em là nó đốm đen này, kệ nó, nó chứ không liên quan đến cái việc đó cả. Cây nào cũng được. Đấy. Bởi vì cái chấm đen này nó không phải là bản năng của nó. Có những người nuôi vẫn sạch, đây là kiểu dạng là bị nôm na là cứ hỏi gọi là bị bệnh. Chứ bây giờ mình nói thì nó cũng rất là khó. Còn hôm nào em sẽ làm một cái bài về cách sử dụng thuốc và sử dụng thuốc như nào. Thì thân lá của nó thì củ của nó to từ 3-5 cm, lá của nó dài khoảng từ 40 đến có thể 80 cm, phụ thuộc vào là mình chăm, độ chăm của mình đến đâu và cái độ nắng của nó. Càng nhiều nắng thì lá nó càng ngắn và dày, ít nắng thì lá nó dài và nhỏ hơn. Thì cái này là với cái cây cây nhà em đây, lá dài khoảng 50 cm, thì bản lá của nó rộng khoảng từ 2.5 đến 3.5 cm, mầm xanh sạch, ra hoa vào dịp từ đầu năm đến có thể là tháng 8-9. Bây giờ đang giữa tháng 7 dương lịch thì nó có thể ra hoa tháng 8-9 vẫn còn các bác nhé. Mầm xanh sạch. Lá của nó thì thực ra lá kiếm Tiên Vũ ấy, thì để mà nói là có một cái độ nhận biết về cái lá kiếm này thì rất khó. Lá kiếm Tiên Vũ thì cứ gọi là kiếm Tiên Vũ thôi. Thế nên là các bác đi mua, cứ nhà ai có hoa rồi là các bác cũng mua. Còn chưa có hoa thì người ta không biết gì về kiếm ấy, thì nó rất là dễ bị nhầm lẫn. Bởi vì kiếm này thì nếu mà để nói độ nhận biết về thân lá ấy, để tả nó thì rất khó. Rất khó. Kiếm Tiên Vũ cùng kiếm Tiên Vũ, để tả thân lá cực khó luôn. Nó không có những cái yếu tố nào để nói rằng là cứ cái lá đấy nó chuẩn. Bởi vì em va rất là nhiều cây, va rất là nhiều cây nhưng mà thân lá giống hệt, nhưng mà mầm xanh sạch, nhưng mà nó không phải. Đấy. Thì đấy là em nói về mùa hoa nở thôi nhá. Mùa hoa nở khoảng từ tháng 2, tháng 3 đến tháng 6, tháng 9. Vẫn có, phụ thuộc vào là cái mình chăm ấy. Với bông hoa của nó thì cần hoa nó sẽ dài từ 50 đến có thể là 80-90, phụ thuộc vào là các bác chăm như thế nào. Cần hoa của nó là màu vàng, xanh vàng các bác nhé. Cần hoa xanh vàng. Còn đây là cái cây bông hoa của nó. Bông hoa của nó ấy thì là cái lưỡi của nó là chấm. Lưỡi của nó chấm. Đây các bác nhìn để kỹ nhé. Lưỡi của nó chấm đây. Lưỡi chấm tím đỏ giữa vàng. Cái này ngày xưa gọi là thùy. Vàng tuyền này gọi là thùy trơn. Đấy. Cái giữa này ngày xưa gọi là thùy. Đấy thì gọi là thùy trơn thôi. Thực ra thì bây giờ thì mọi người đa phần có tên là có những cây kiểu sơ mi như này thì là đều đặt tên hết để cho mọi người dễ nhớ, chứ không phải là để làm gì cả, để mọi người dễ nhớ và cùng sưu tầm những cái cây hoa lan đẹp. Đây là bông của vị hoàng. Thì khi mà những cái bông nó mới nở ấy, mới nở nó còn khum khum ấy, thì nó sẽ rất là đẹp. Ai cũng muốn chụp những cái bông khum khum để cho cánh nó tròn. Nhưng em thì em cứ quay video, các bác nhìn là các bác có thể biết được rằng là nó có bông nọ bông kia, chứ không phải là bông nào nó cũng như thế, bông nào nó cũng cánh tròn thế. Có bông đây nhá, ví dụ như bông bông này hai cánh đài dưới nó rất là xuôi, bông này thì nó ngang hơn. Đấy, nhưng bông này ngang hơn nữa. Đấy, thế nên là nó cũng có bông nọ bông kia các bác nhé. Kiếm nó như vậy. Đây nhà em nó nở thì là nở rất là nhiều lần rồi, chứ không phải chỉ một lần. Nhưng năm nay thì em mới có thể là để ý và quay lại video, bởi vì khi mà cái nhà em đã có cây nở rồi mà em bán cho các bác thì cái cây nở này em tách ra làm sao có thể sai được, đúng không ạ? Cùng là ở cái cây này. Còn khi mà nếu như mà có bị sự nhầm lẫn thì đó là do lỗi của nhà vườn nhà em các bác nhé. Thì đây thì em cũng giới thiệu sơ qua về cái cây lan kiếm vị hoàng vậy thôi. Thì các bác cùng ngắm, bởi vì thân lá nó rất là đẹp và nó hoa nó rất là dài. Đây em để trên cái đôn là cao 40 xăng,
30, không phải, đô này chắc chỉ 35cm thôi. Đô này khoảng 35cm. Cần hoa bên kia dài quá thì nó còn chạm đất. Cần bên này thì vừa phải, nhìn rất là đẹp. Lá của nó vừa phải, đẹp, lá ngắn. Nuôi nhiều nắng thì lá ngắn và là to các bác nhá. Hoa rất là đẹp và rất là duyên luôn. Cái kiếm này là một trong những cây lan mà rất là dễ chăm, và không có gì là khó chăm cả. Rất dễ chăm. Nhiều nắng một chút cũng được, mà ít nắng được tí được, khô được. Nó vẫn chịu tốt, khả năng chịu của nó rất là cao. Nó là một cái trong những cây lan em thấy nó rất là nghệ thuật. Từ thân lá đẹp cho đến hoa rủ rất là nghệ thuật. Nó không giống với dòng nào khác cả. Dòng lá dựng nhưng hoa rủ, cái này là một trong những dòng bán sơn địa rất là đẹp. Thì các bác cứ tìm hiểu và nghiên cứu xem cây nào nó đẹp thì mình sưu tầm các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Kênh của em vẫn là cái kênh cũ đăng Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì bác nào em chỉ muốn giới thiệu về cái cây này thôi, đến khi các bác có thể đi mua của người nhà ai cũng được, miễn là người ta bán cho các bác là đúng cây. Quan trọng là đúng cây về mình sẽ sưu tầm bằng những cái cây như này. Cái vị hoàng này là cần hoa này nó nở ở cái chậu này, lần này là lần thứ 3. Còn cần bên kia là lần thứ 2. Còn một cần nữa thì nó nở dạo trước, nhưng mà nó nở dạo dịp đấy thì em không có thời gian để em quay. Thì lần này em quay cái video về cây này. Cần hoa có những cần rất là dài, dài hơn rất nhiều các bác nhé. Thì các bác cứ xem và nghiên cứu, có thể lựa chọn một số những cây lan đẹp để mình sưu tầm. Cảm ơn các bác theo dõi video của em, và hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Em sẽ cố gắng để giới thiệu tới với các bác nhiều cây lan đẹp, để mình cùng có thể tạo ra một cuộc chơi công bằng. Cây có cây có hoa thì mọi người phải được cùng ngắm và phải biết được rằng là cái cây đó của các bác là một bông thì nó như nào và nhiều bông nó ra làm sao, chia hoa như thế nào. Bởi vì cây lan này đâu phải là người ta chỉ nhìn một bông đâu, mình ngắm cả cần hoa nó, ngắm cả cần hoa, đúng không ạ? Cả một cần hoa chia bông đều đẹp, màu sắc cánh hoa, nói chung mọi thứ cân đối đẹp thì là mình chơi thôi. Thì cũng có thể là các bác xem, các bác chia sẻ giúp em để mọi người cùng biết đến cái cây lan này, cái dòng lan vị hoàng này, chứ không phải là để quảng cáo để mọi người cùng biết đến. Quan trọng là mọi người xem và mọi người cảm nhận về nó để biết thực sự rằng là nó có đẹp hay không. Nó đẹp thì các bác chơi, với giá đó hợp lý thì mình chơi. Ví dụ đẹp nhưng mà giá nó quá cao thì thôi các bác đừng chơi vội, kệ, thời gian nữa nhân được nhiều tính sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại bác vào những video lần sau. Em chào các bác.